chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay hai đứa em có dịp về quê Beo ở Trà Ôn. Và bây giờ là hai đứa chuẩn bị đi qua chùa Nhị Mỹ. Thì đây là cái cầu Trà Ôn là mới được xây dựng. Chứ hồi xưa thì phải là đi thuyền, đi đò qua đúng không? Phải là đi phà qua. Phà ăn thới à. Và đây là cái con đường mà mình vào chùa Nhị Mỹ. Thì đây là cái cảnh vẫn còn là ở một cái cảnh làng, một cái cảnh đồng quê. Cho nên là cô chú anh chị nhìn thì mình có cảm giác như là mình trở về cái thời thân thương hồi xưa. Như là hai cô ở phía trước đây nè, bây giờ là vẫn còn đội nón lá, mặc áo dạng như áo mấy người lớn hồi xưa mặc á ha, áo túi. Không, nó lai lai bà ba thôi chứ không phải là áo bà ba. Thì hôm nay là ở chùa Nhị Mỹ, là nếu mà nhiều cô chú anh chị mình biết thì chùa này là do thầy Thích Phúc Tiến làm chủ trì. Ngày hôm nay là lễ cúng cơm ông nội của thầy, cho nên là tổ chức ở chùa. Và bây giờ tụi em sẽ đến để quay phim lại những cái cảnh hoặc là chia sẻ cho cô chú anh chị biết. Và theo như thông tin tụi em biết thì ngày hôm nay ở chùa thì cũng có giống như gửi quà tặng á, phát gạo này nọ nó kia. Thì đây là mấy cô phía trước mặt, đó là mấy đứa em á. Giống như khi mà gia đình mình khó khăn ở Trà Ôn á thì mình sẽ được cấp phiếu, sau đó mình sẽ đến để mình nhận những cái món quà của mình như là gạo, mì gói hay là dầu ăn này nọ. Thì cái khu vực này thì rất là yên bình. Ở đây sắp sửa làm gì đây hả ta? Và cái chùa ở sông, sông đó là sông gì ta? Sông Trà Ôn hả Beo? Sông đó, phía sông đó là sông Trà Ôn. Và bây giờ thì cái đường đi chùa ở bên này thì mình có một cái hội thánh Tinh Lành Trà Ôn, chi hội Trà Ôn sát bên luôn. Thì mình sẽ có cái chùa Nhị Mỹ nằm ở khúc này. Ồ, ngày hôm nay thì xe lớn xuống hơi bị nhiều luôn ha. Trời ơi, bây giờ là mình chuẩn bị vô tới khu vực ở mấy chùa rồi đây ạ. Đây là cái khu vực ở mé phía trước chùa đây ạ. Đây là Giáo hội Phật giáo Việt Nam chùa Nhị Mỹ, thì hiện là nằm ở xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn. Đây. Và cái khu vực này là cái khu vực ở phía bên ngoài chùa. Thì chùa mình được xây dựng với lại đối diện là sông Trà Ôn. Đây là những cái cánh lục bình đang trôi. Thì có thể những cái hình ảnh như thế này sẽ làm cho cô chú anh chị là nhớ về những cái ký ức của hồi xưa khi mà mình còn ở dưới quê với gia đình của mình. Tuy là bây giờ mình không có còn được xem những cái cảnh này nhiều, hay là mình không được trải nghiệm những cảnh này nhiều nữa, nhưng mà tụi em hy vọng là những cái video của tụi em sẽ gửi đến cho cô chú anh chị một cái phần nào đó về cái ký ức hồi xưa của mình. Thì ở xa xa đó là như có một cái chiếc nó gần như là chiếc xà lan nhỏ vậy. Có thể là người ta đang chở đất đá hay như thế nào đó. Ở cái phía bên này thì đó, đây là cái chiếc xà lan này. Đó, chiếc xà lan đang chở đá. Thì tại vì em biết những cái này là do hồi xưa gia đình đó, ông ngoại thì cũng có đi ghe đi biển, cho nên là cũng biết. Và ở đây là những cái cánh lục bình trôi như thế này nè. Thường là chỉ có những cái vùng quê của mình, vùng cái sông nước á, thì mới có lục bình mà trôi như thế. Và bây giờ thì trời thì cũng có thể là đang chuẩn bị chuyển mưa khá là lớn, bởi vì mây đen kịch hết rồi. Đây đó, nó chia ra hai vùng màu luôn. Bên kia thì mây nó chưa có qua tới cho nên là vẫn còn trắng sáng, chứ còn bên này thì đen thui hết rồi đà.
Và đây là cái khu vực ở phía bên trong thôi. Thì bây giờ tụi em sẽ đi vào trong để tham quan một vòng và giới thiệu cho cô chú anh chị xem nhé. Và đây là cái khu vực chánh điện của chùa Nhị Mỹ nè. Thì ngày hôm nay là theo như cái biển treo là có lễ phát quà cho đồng bào nghèo. Thì lúc nãy nè cũng thấy là nhiều cô chú cũng có quà đem về. Quà thì nó không gọi là lớn lắm, nhưng mà nó ấm lòng nó thôi. Là một cái tình nghĩa, một cái tình cảm để mà mình chia sớt cho nhau thôi. Cái những cái khu vực bên này là có cái tượng bà nè đó. Khu viên chùa thì nói chung là cũng vừa thôi chứ cũng không có được lớn lắm nè. Thì theo như em biết đó là chùa này là chùa gia đình. Cái là hồi xưa ở nơi đây giống như là chỉ là một cái cốc, một cái am thôi. Một cái niệm Phật đường á. Nhưng mà theo như cái từ đúng là mình hay gọi là cái cốc á. Thì ba của thầy Tiến là tu ở nơi này. Xong rồi giống như sau này là thầy cũng nối bước thôi luôn. Và khi mà thầy đã có điều kiện hơn rồi á thì thầy mới xây dựng lại cái nơi này là trở thành một cái chùa Nhị Mỹ như thế này. Thì đây là cái tượng Phật Quan Âm Bồ Tát. Ở phía bên này giống như cái Ngũ Hành Sơn đó ta. Nhìn giống nhìn xa xa thì như giống như là cái Ngũ Hành Sơn, cái bàn tay của mình. Dưới này là hồ sen á, bình thường dưới này là hồ sen. Nhưng mà có thể là bây giờ do chưa có được chăm sóc nữa. Nhưng mà mấy cái mùa này thì sen nó không có nhiều. Nhiều nó héo nữa. Với lại một phần cũng là do giống như là thời tiết nữa. Ở sau nhìn rất là giống như cái Ngũ Hành Sơn luôn. Giống. Mát ha. Bây giờ mình sẽ được đi tham quan vào trong. Bây giờ thì mình sẽ đi gần vào cái khu vực chánh điện để xem ở bên trong nó như thế nào. Thì cái chùa này thì đối với em là khi mà em còn nhỏ thì cũng thường xuyên lên chùa. Bởi vì mấy cái ngày lễ rồi ngày giỗ thì thường hay lên chùa, có khi tối thì lên chùa niệm Phật với một người chị thì thân thuộc với cái ngôi chùa này hơn là em. Tới từ khi mà đi đại học tới giờ thì cũng ít khi mà lên chùa, có dịp lên thì chỉ đi thăm quan sơ, đi thăm một cái người cô ở trong này thôi. Thì phía trong là chánh điện, còn hai bên thì giống như là cái phòng dành cho những người khách mà khi thăng là ở lại. Những phía sau vực là nhà bếp hả Bèo? Phía sau là mấy cô như đang chế biến đồ ăn. Mình lên hơi trễ. Giờ là 10 giờ. Này là phía sau. Phía sau. Phía sau khu vực chánh điện. Phía sau khu vực chánh điện không biết gọi là gì luôn. Quên rồi. Cái bàn rất là nặng. Xin ông cái nặng quá, cái thầy lu bu nó mong đi về. Phía sau này là khu vực hồng tổ. Gọi là hồng tổ ha. Vậy em nhớ rồi đó. Lúc nãy thì không nhớ nhưng mà giờ thì nhớ rồi. Phía sau này là khu vực hồng tổ, là cái nơi mà nếu như mà có lễ hay là có những cái dịp cúng kiến gì á thì thường các chư tăng thì sẽ ngồi dùng thiện ở đây. Còn phía trên á là khu vực chánh điện, mà tại lúc nãy tụi em thì không, hình như là thấy cái chữ là lối lên chánh điện ở trên lầu hay sao. Chánh điện thì có ở trên lầu là chánh điện lớn luôn á. Nhưng mà cái nơi này thì tụi em không có dám đi thẳng vào, cho nên tụi em đi vòng. Đi đường vòng. Đây là hình của những cái vị thầy á
cũng như là cái khu vực hậu tổ. Ở đây có thời sơn hoàng phú nữa. Thấy sư phụ quên. Ông. Sư ông. Sư ông chứ không phải là sư phụ. Sư ông nghĩa là sư phụ của. Sư phụ của mẹ. Ở đây rất là rộng nhưng mà mọi thứ đó mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Đây. Đây là hình cái tượng Phật Quan Âm nhìn tay. Bây giờ thì mình sẽ đi lên chánh điện, bởi vì lên chánh điện thì mình phải đi lên một lầu. Sau phía sau cái chánh điện đó là một cái nơi mà để như là một cái giảng đường vậy. Thì thường là thầy Tiến sẽ về đây và để giảng thuyết pháp. Cái khu phía sau trên lầu khu vực chính điện là cái giảng đường. Chung là mọi nơi, mọi ngõ ngách là đều được là trang trí rất là tinh tế, tuy là không có cần cái không có cần nhiều lắm. Đúng rồi. Thường là thầy mấy thầy sẽ ngồi ở trên phía đây có thì cái bục bàn thì sẽ được trưng bông. Khu vực này thì các Phật tử sẽ ngồi ở đây và nghe thuyết pháp đó. Thì em cũng có hay xem video của thầy thì cũng có thấy là thầy Tiến với lại một vài thượng tọa nữa thì có về đây thuyết pháp ở ngay tại nơi này luôn. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì mới được lên đây để giống như là chứng kiến, với lại được tận mắt xem chùa Nhị Mỹ. Bây giờ thì mình sẽ đi lên phía trước chính điện nha. Mình đi ra ngoài luôn, mình đi ra phía ngoài ban công luôn. Đẹp quá. Rất là mát luôn. Mình sẽ từ trên này thì mình sẽ nhìn xuống được phía dưới. Nhìn được ra sông. Nhìn được cái sông ở phía dưới. Rất là rộng. Cái này đúng là phong thủy luôn, mặt giáp sông. Tôi chỉ thiếu là lưng giáp núi thôi. Tại vì thực ra là ở cái khu vực nhà ô mà kiếm đâu ra núi miền Tây của mình, đồng bằng sông Cửu Long kiếm đâu ra núi, ngoại trừ chỉ có An Giang thì có núi thôi, chứ cái khu vực mà miền Tây từ Vĩnh Long, Cần Thơ rồi đổ xuống thì hầu như không có núi, mà sông thì rất là nhiều. Mình là cũng không quay tiếp. Phía trong này là chánh điện chính rồi. Rất là đẹp. Ở đây thì các cô Phật tử ở gần cái chùa thì tối thường ở đây là niệm kinh. Thì thấy ở đó là có để cái giá để mình đọc kinh. Hoặc là sáng cũng có, sáng 4:30 là có niệm kinh. Ở đây. 4:30 là thầy tụng kinh với thầy đúng không? Mấy cô cũng có mà. Bây giờ thì mình sẽ đi ra phía sau cái phòng nấu ăn á, cái chỗ nấu ăn, cái không gian ở phía sau chùa nữa. Ở đây là phía sau nhà bếp của chùa, nhưng mà còn gọi là nhà chù á, là nơi mà để mà nấu ăn á. Nấu ăn nói chung là nấu rất là nhiều, nấu rất là nhiều phần để mà phục vụ cho các Phật tử khi mà đến chùa. Mấy cô Phật tử làm chứ nấu nhiều á rất là mệt. Đây là có ghi cái bảng ghi tên tiếng Anh luôn, nhà chù kitchen. Kitchen đây là cái bàn ăn.
thì đã được sắp xếp hết rồi. Sắp xếp sẵn rồi đó. Bây giờ là những tới giờ ăn thì mình sẽ vào để mình dùng. Một bàn như thế là thường ở Việt Nam của mình đó là một bàn ăn như thế là 10 người. Cô Năm. Cô Năm không nghe luôn. Buồn không? Cô Năm không nghe luôn. Đây là các cái phần ăn mà được chuẩn bị sẵn để một lát nữa sẽ sắp xếp lên. Còn ở phía sau nữa là những cái phòng vệ sinh. Cái này là điều không thể thiếu. Ở đâu cũng không thể thiếu được. Thì đây nãy giờ là tụi em đã ghi nhận lại hết tất cả những cái hình ảnh về chùa để mà có thể là chia sẻ cho cô chú anh chị biết về chùa Nhị Mỹ ở huyện Trà Ôn. Thì nếu như mà có dịp mà tụi em sẽ đi những cái chùa khác tham quan thì tụi em cũng sẽ chia sẻ lại cho cô chú anh chị biết thêm nhé. Dạ rồi, thế thì bây giờ tụi em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đây. Hy vọng là sẽ gặp lại cô chú anh chị ở những video khác nhé.